Xin chào các quý vị khán giả yêu quý của Sống Kết Nối. Khi theo dõi những hình ảnh vừa rồi, chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã đoán ra nhân vật chính của Sống Kết Nối ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Đó chính là mẫu máy tính bảng mới nhất iPad Pro 10,5 inch mới được Apple trình làng cách đây 2 tuần tại Mỹ. Các trang tin công nghệ trên thế giới thì đã dành cho iPad Pro 2017 những lời có cánh như chiếc máy tính bảng đủ sức thay thế laptop hay một bước tiến của Apple trong nhóm sản phẩm máy tính bảng. Vậy thì ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chiếc máy tính bảng này để xem Apple đã có những cải tiến, nâng cấp gì trên iPad Pro 10,5 inch so với model 9,7 inch ra mắt hồi năm ngoái. Điểm đầu tiên chúng ta dễ nhận thấy nhất đó là về màn hình. Với một tỷ lệ màn hình mới và với cả một mép miền viền màn hình gần như nó là không viền, nó khiến cho cảm nhận như là 10.5 nó to hơn 9.7 rất nhiều chứ không phải chỉ là 0.5 inch. Đây chúng ta các bạn có thể nhìn rõ và tham khảo kỹ. Ngay cả khi đặt hai máy lên nhau, iPad Pro 9.7 đã có sự thiệt thòi hơn về diện tích. Apple giới thiệu iPad Pro mới 10.5 model 2017 có độ sáng màn hình cao hơn gấp 50% so với các mã cũ. Điều này chúng ta thể hiện nhìn rõ được bằng mắt thường. Ngoài ra với tần số quét 120MHz, iPad Pro 10.5 mang lại khả năng tốt trong khi xử lý các hình ảnh, xử lý các đoạn clip và có thể trích xuất các bộ phim 4K ra để chúng ta xem một cách rất là mượt mà hơn rất nhiều lần các đời iPad cũ. Touch ID cũng là một cái để chúng ta cần phải nói. Touch ID là sử dụng Touch ID thế hệ 2, khả năng bắt quét và nhận diện vân tay mạnh mẽ hơn tất cả các đời Touch ID. Điểm mạnh của sản phẩm iPad Pro 10.5 đó là Apple đã tham khảo, quan sát và đánh giá rất kỹ càng nhu cầu của người dùng. Tôi đã nghe thấy rất là nhiều feedback nói về những cái model 2016 cũ như ở đây. Với tỷ lệ màn hình nó chỉ là 9.7 inch, khiến cho những cái tác vụ có nhiều người vẫn coi đây là họ là bé quá. Tuy nhiên, đến với các sản phẩm cao cấp hơn đó là sản phẩm iPad Pro 12.9 inch thì đối với họ lại là to quá. Apple biết, hiểu và rất là thông cảm với điều đấy. Năm 2017, Apple đã ra mắt chiếc iPad Pro 10.5 inch với mức độ màn hình theo tôi đánh giá đó là vừa phải, kèm theo với cả một mức pin Apple nâng lên đó là 10 tiếng sử dụng. Và trước đây rất là nhiều người đã thắc mắc đối với tôi là không biết là iPad chụp ảnh như thế nào ra sao, và rất là nhiều người ngại cầm một chiếc máy tính bảng có diện tích quá to lên để đưa lên chụp ảnh. Nhưng bản chất tôi thấy iPad 10.5 đời 2017 có những bức ảnh rất là bắt mắt và sắc nét. Khác hẳn, đó là sự khác biệt rất là lớn so với cả đời trước. Và tôi đã xin phép chụp được một bức ảnh để cho tất cả chúng ta đều nhìn thấy. Đây là một bức ảnh của một bạn nữ khá là xinh xắn. Da của bạn nữ này sẽ có những cái độ mịn màng hơn. Đó là do độ sáng của màn hình chúng ta có độ phân giải nó tốt hơn, khiến cho bức ảnh được hiển thị lên sắc nét và không hề bão hòa màu. Camera có một sự nâng cấp cũng rất là nhỏ, đó là đến từ phía đèn flash. Đèn flash ở bên iPad 10.5 đời 2017 là 4 đèn flash. Còn ở iPad đời 2016 chúng ta chỉ có 2 đèn flash. Không chỉ riêng đối với cá nhân tôi mà tôi nghĩ là đa phần các bạn đều phải đồng ý với tôi là những cái bạn nữ hay sống ảo thì iPad Pro 10.5 là một lựa chọn hoàn toàn chính xác. Với khả năng chụp ảnh và bắt sáng tốt do nhờ sự kết hợp của từ màn hình có độ quét là 120MHz, cũng như là đến camera có một camera 12 chấm và camera trước là 7 chấm, mang lại cho chúng ta những bức ảnh có chiều sâu cao. Về cấu hình cũng là một điểm mạnh của chiếc iPad Pro 10.5 tôi đang cầm trên tay đây. Với chip xử lý là A10X Fusion 6x64 bit, với GPU đó là 12x, mang lại những tác vụ rất là mạnh mẽ và mượt mà trong các tựa game nặng như Alpha 8, Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân. Ngoài ra với mức RAM được nâng lên là 4GB, trong đó mức RAM của iPad Pro 9.7 2016 chỉ là 2GB. Như vậy là các bạn đã thấy kẻ tiền nhiệm đang là người thua cuộc. Không hổ danh nó là quái vật cấu hình của Apple. Hiện tại iPad Pro 10.5 đang là chiếc máy tính bảng có cấu hình cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Một điểm khác biệt nữa đến từ iPad Pro 10.5 2017 đó là sở hữu bộ dung lượng nhỏ nhất là 64GB, 256GB và lớn nhất vẫn là 512GB, thoải mái để cho tất cả các bạn sử dụng, hoặc là để cho các bạn download game, ứng dụng, hay là để cho các bạn download các bộ phim HD có độ phân giải mượt mà nhất mà không gây ảnh hưởng đến chức năng sử dụng máy. Đó là cái vấn đề đau đầu nhất của người dùng, đó là thiếu bộ nhớ.
Trong khi đó iPad Pro 9.7 inch model 2016 chỉ có các mức dung lượng đó là 32, 128GB và 256GB. Chúng ta có thể dùng bản 32GB theo nhiều người đó là hợp lý. Nhưng tuy nhiên với cả những người có sở thích đam mê game và chụp ảnh như tôi thì tôi không thấy 32GB là mức hợp lý. Ít nhất cũng phải là 128GB mới có lưu hết được tất cả những bức ảnh RAW, những bức ảnh 4K hay là những cái clip có độ phân giải Full HD. Như vậy là có thể thấy điểm mạnh nhất trên chiếc máy tính bảng mới ra mắt của Apple chính là camera của chiếc máy chụp ảnh đẹp tương đương với một chiếc iPhone 7. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho người thích chụp ảnh và đăng tải lên các trang mạng xã hội hài lòng. Sự nâng cấp về công nghệ trên màn hình cũng sẽ giúp cho người dùng đỡ mỏi mắt khi chơi game hay xem phim trong thời gian lâu. Vì thế, ngay khi có mặt tại thị trường Việt Nam, chiếc máy tính bảng mới của Apple đã thu hút sự chú ý của rất nhiều tín đồ công nghệ. Hai bạn trẻ này là một trong những người sở hữu chiếc iPad Pro 10.5 inch đầu tiên ở Hà Nội. Việc máy được trang bị cấu hình mạnh cho tốc độ xử lý các tác vụ nhanh hơn so với phiên bản tiền nhiệm, thậm chí còn cho phép chỉnh sửa video, phác thảo các bản thiết kế như trên máy tính cá nhân, chính là những điểm khiến thiết bị này chinh phục họ. Thứ nhất là về cái màn hình thì là nâng cấp rất lớn so với các thế hệ trước. Cái tần số quét của họ lên đến 120Hz, thì tức là chỉnh sửa video thì sẽ rất là mượt luôn. Ngoài ra thì có chip xử lý mới là A10X Fusion, thì con chip xử lý này rất là nhanh, rất là mạnh, mạnh nhất so với hiện tại bây giờ. Cái việc IT của mình ví dụ như làm sale thì phải mở rất nhiều tab. Đấy. Các đời cũ iPad thì ví dụ mở đến độ 20 tab là bắt đầu phải load lại rồi, nó tốn rất nhiều thời gian. Còn cái mới này thì chip vi xử lý mới rất là nhanh, cộng với RAM 4GB thì mở thoải mái các tab không cần phải load lại. Là con gái mà mình rất thích là chụp ảnh và selfie ấy. Thì khi dùng chiếc máy tính bảng này thì mình thấy camera chụp ảnh rất là sắc nét. Nó giúp mình có những bức ảnh rất là đẹp để up lên mạng xã hội chia sẻ cùng bạn bè. Hơn nữa là nó có màn hình to 10.5 inch, rất lướt web rồi xem phim rất là thích. Để hỗ trợ tốt hơn cho iPad mới, Apple cũng công bố Apple Pencil với nhiều cải tiến giúp người sử dụng có thể viết tay các ghi chú trên thiết bị. Apple cũng xây dựng những tính năng mới trên hệ điều hành iOS 11 dành riêng cho iPad như quản lý file, tìm nhanh các file ghi chú viết tay. Bạn cũng có thể biến thiết bị này thành một chiếc laptop khi kết nối thêm một bàn phím di động. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số reviewer, thì mặc dù một số nhà sản xuất đang cố gắng cải tiến về công nghệ trên các dòng máy tính bảng mới, nhưng đại đa số người dùng phổ thông vẫn không sử dụng hết những tính năng này. Do nhu cầu người dùng máy tính bảng, phần lớn vẫn chỉ là xem phim, lướt web vào mạng xã hội. Những tác vụ này không yêu cầu cấu hình máy quá cao. iPad thì gần đây họ có đưa ra thêm đó là cái màn hình cái tốc độ tần số quét cao hơn để phục vụ cho game thủ này. Hay là có cảm ứng được bút nó nhạy hơn. Nhìn chung là nó lại đánh vào một cái nhóm nó khá là nhỏ. Nó không phải là đại diện cho toàn bộ người tiêu dùng thị trường. Nên mà những cái dòng máy tính bảng đó thì nó sẽ bán với số lượng không đại trà giống như kiểu là ngày xưa của chúng ta. Với những người dùng phổ thông thì những cái nâng cấp vừa rồi của Apple thì gọi là họ sẽ không cảm nhận được. Tức nghĩa là tại vì chúng ta khi mà mua một sản phẩm, trừ khi chúng ta dùng hết được công năng của nó thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa một chiếc máy tính bảng đắt tiền và chiếc máy tính bảng ít tiền hơn. Tuy nhiên với người dùng phổ thông thì do họ không dùng tới những cái công năng đó nên họ sẽ không thấy sự khác biệt. Đối tượng người dùng phù hợp với chiếc máy tính bảng của Apple là những dân thiết kế, khi mà họ sử dụng cái chiếc bút vẽ trên màn hình thì tần số đáp ứng càng cao thì độ mượt và nhanh nhạy của bút tốt hơn. Hay là những người chơi game thì tần số quét càng nhanh thì cái frame của cái game khi chúng ta chơi sẽ mượt mà hơn, nó không bị giật hay bị chậm và màn hình nó hiển thị đẹp và sắc nét thì phù hợp với nhu cầu của họ. Chứ còn đối với người bình thường thì lướt web chơi game thì nó không có ý nghĩa mấy. iPad Pro 10.5 inch có 4 màu: đen, bạc, vàng và vàng hồng. Hiện đang được bán tại Việt Nam với mức giá từ 17 đến 20 triệu đồng, tùy từng phiên bản dung lượng 64GB, 256GB và 512GB, một mức giá khá cao so với đại đa số người dùng phổ thông. Mức giá này sẽ còn được điều chỉnh trong thời gian tới khi Apple chính thức phân phối chính hãng sản phẩm này tại thị trường trong nước.